sát hại nhân tình ngay sau khi ngủ với nhau trong khách sạn. Sau khi ăn nằm với nhau, Lâm Ngọc Minh Đức đã sát hại nhân tình và giấu xác dưới gầm giường trong phòng khách sạn. Ngày 27 tháng 12, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lâm Ngọc Minh Đức, sinh năm 1979 tại Bến Tre, tù chung thân về tội giết người. Tại tòa, bị cáo Đức khai quen biết và nảy sinh mối quan hệ yêu đương nam nữ với chị VTH từ tháng 4, 2019. Biết chị H đã có chồng con nhưng đôi bên vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ. Ngày xảy ra vụ án, sau khi vui vẻ, chị H hỏi mượn 50 triệu nhưng Đức không có nên xảy ra cãi vã và dẫn đến án mạng. Theo hồ sơ, sáng ngày 15 tháng 3 năm 2020, Đức hẹn chị H gặp nhau tại một nhà nghỉ ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè. Tại đây, cả hai nói chuyện rồi quan hệ tình dục với nhau. Nhưng sau đó, chị H muốn chấm dứt quan hệ với Đức dẫn đến cãi nhau. Trong lúc cãi, Đức dùng hai tay kéo làm chị H ngã xuống giường. Lúc này, Đức nằm phía sau lưng, dùng tay khống chế và siết mạnh vào cổ chị H khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Đức kéo nệm và thanh gỗ lót giường ra để thi thể chị H cùng các đồ dùng cá nhân xuống gầm giường rồi đặt nệm lại như cũ. Đến chiều, Đức xuống trả phòng và chạy xe về tỉnh Bình Dương. Đức mang xe máy đến một tiệm cầm đồ tại thành phố Thuận An cầm được 14 triệu đồng. Đến sáng hôm sau, Đức đến công an đầu thú. Nhận được tin báo, công an tiến hành kiểm tra nhà nghỉ trên thì phát hiện thi thể chị H vẫn còn nằm nguyên dưới gầm giường. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.